Hello, Cẩm Thi chào cả nhà nha. Gia đình đã về lại North Carolina. Bây giờ Christine nè, Christine say hi. Hai chồng. Hello. Rồi, trên đường đi đón Lucky là ở đây nè. Đó, gửi ở đây nè. The Country Hospital. Dạ, thì quay cho cả nhà thấy chỗ này ha. Nhiều người á nói, ủa đi Cali Lucky để đâu? Nhiều người cũng thắc mắc á. Để thi quay sơ nha. Chủ nhật thì đóng, còn thứ bảy mở cửa 8 giờ đến 12 giờ. Rồi, Jessie nó khỏe lắm. Thi thì không có đi một mình được, tại vì Lucky nó mạnh quá mà. Chỉ con tìm mới mới kéo nó nổi thôi. Bên trong cháu lúc thì phải trend hả? Sao chỗ này nè, quá trời đồ của chó. Bây giờ thấy không, chỗ này lớn quá trời ha. Đủ đồ, bán đủ đồ. Có xà bông tắm. Lucky có xà bông tắm chưa con? Tin. Ủa, hôm bữa có chai xà bông tắm nhà đâu con? Để bán áo nữa nè. Lucky bán áo, trời ơi. Bán áo cho mấy con chó nè. Có áo thể thao nữa nè. Dễ thương quá hả? Tin mua cho Lucky cái áo thể thao nè con. Lucky là con gái mà. Cái tên của daycare của Lucky đây. Best place for your pet in Davie County. Cứ thang chỗ này rất là lớn nè, tốt. Gửi mất tiền quá ha. Gửi cũng đi biển có 2 đêm. Là cũng 3 đêm á con. 120 đô. Hey, Lucky ra. Nói chuyện nhớ chuyện dậm chân á Lucky. Where are you guys parked at? We're parked like right here. It's okay con, diễn ra đi không sao. Nói cô help. Can you please help at the door? Help right here. Chu, okay. Lucky. Giỏi con. Yes. Okay. Lucky nó mạnh lắm. Thank you very much. Yeah, you're good. Thank you. You too. Lucky, nó thấy chó người ta nó ghê lắm. Nó quậy lắm. Rồi mình vô xe được rồi. Mừng quá. Lucky. Are you okay? Lucky. Hey Lucky. Lucky khoái đi chơi lắm. Thôi bữa nào cho đi biển á. Cái biển đó nó cho pet đó, nhưng mà Lucky phải được train con ơi. Lucky không có train là Lucky quậy lắm. Biển.
looking? Hey looking? Ôi trời ơi, từ từ từ. Rồi. Rồi. Pi. Nó kịp pi đi. Ủa? Nó chịu hả? Thấy nó ngồi xuống mà. Lucky. Lucky nhớ à? Nhớ mommy không? Nhớ hai không? Lucky nhớ hai không? Lucky nhớ không? Lucky biết nhớ không? Nhớ mấy con thỏ. Nhớ mấy con thỏ. Đó, 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 cầm bắt thỏ. Từ từ, từ con. Tháo cái dây ra. Rồi, rồi, đó, 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 bắt thỏ. Chạy bắt thỏ, chạy bắt thỏ. Đó, chạy bắt thỏ. Đó, đó, chạy bắt thỏ không à. Nhớ gì nhớ mấy con thỏ. Đó đó chạy tập thể dục á. Rồi 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 vô nhà rồi, đi đi đi. Ơi Lucky về mệt quá nè, ngồi ngay cái chỗ mà e ra luôn. Cái lỗ e ra luôn, ghê khôn sợ. Ôi ơi nó chạy mệt lắm. Nó bỏ nguyên cái mặt nó vô cái e nè cả nhà. Mắc cười quá. Bình thường nó ở ngoài vào nóng quá đó là nó ngồi ngay cái chỗ này luôn. Tin nhớ Lucky không? Không Lucky chưa? Hả? Không Lucky chưa? Không đi. À vậy hả? Vậy Lucky phải cần tắm á, bữa nào tim khỏe tắm. Thở. Thở ghê không? Trời ơi trời. Hả? Thở dữ vậy con? Ngồi mát quá ha. Trời ơi Tin ơi, mẹ chưa được massage mà Tin massage cho Lucky sướng quá. Bữa nay tắm cho Lucky nha. Hè nè, tắm Lucky rồi train cho Lucky mình mới đi biển được nha. Đúng không? Chứ Lucky kiểu này đâu có cho đi biển được. 7 tuổi rồi mà chưa được đi biển á. Hey Lucky, Lucky thích đi biển không? Trời ơi, đi biển mà gặp mấy con chó người ta hả? Chắc nó quậy dữ ha con ha. Hả? Nó chạy chắc đi đi mệt luôn. Bởi vậy để đi sợ cho Lucky đi lắm. Thôi. Rồi, clip Lucky đã xong. Lucky bye. Lucky bye kìa. Đây kìa. Đây, đây, đây. Tiên mắt xa lỗ tai nhà Lucky á con. Thì xin nhường cái video này. Hẹn cả nhà vào những video sắp tới. Bye bye, chúc cả nhà một ngày vui vẻ bình an nha. Bye bye.